Xin mến chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em test 3 thiết bị cho một bác khách này. Anh ở Dương Kinh, Hải Phòng anh em nhé. Anh Thắng. Anh cọc trước cho bên em là 500.000 rồi. Và test cho anh luôn. Để vừa bóc hộp ra mấy con đây. TD3000, lưới cao tích TD3000, con quản lý nguồn P9 luôn anh em nhé. Thì với cái combo này, đây cái con 3600 em vừa bóc ra rồi. Đây, vừa bóc ra anh em nhé. Đó. Đây. Để đè đến dây rồi. Đấy. Đấy, 3600 anh em nhé. Con này sử dụng cái mạch Class D. Nó rất là nhỏ gọn anh em thể nhìn thấy nhá. Rất là nhỏ gọn, chỉ tầm khoảng độ 30 phân anh em nhé, 30 phân. Đó. Đấy, đây là con quản lý nguồn P9. Đó. Thì đây là tất cả em sẽ cắm trên con quản lý nguồn này anh em nhé. À, chắc là nhà anh cũng có rất là nhiều thiết bị rồi, anh làm thêm con quản lý nguồn và anh làm con nâng tiếng TD3000 này nữa anh em nhé. Đây, sẽ test luôn cho anh em. Nhạc em sẽ cắm trực tiếp vào con nâng tiếng anh em nhé, và em sẽ xuống con P9 này, xuống con cục đẩy này, test luôn cả 4 kênh cho anh luôn. Đó. Và như anh em cùng biết là ở đây thì anh sử dụng con P9, thì con lọc nguồn P9 này nó có các cuộn cảm để nó lọc nguồn nhá anh em nhá. Thì nguồn của nó rất là ok luôn, rất là, nói chung là rất là ổn định anh em nhá, cực kỳ ổn định. Đấy, nhạc đã cắm vào. Tặng anh 4 dây Canon nhỏ, Tuấn có thể lấy 4 dây Canon luôn. Để con này thì nó có cả link tín hiệu đây. Nhạc thì em cắm trực tiếp trên con nâng tiếng nhá. Nhà cắm vào nâng tiếng này, và nâng tiếng sẽ cắm xuống đẩy anh em nhé. Đấy, sẽ cắm xuống hai kênh của đẩy. Đấy, hai kênh của đẩy, ok chưa? Và bây giờ chúng ta muốn 4 kênh thì chúng ta sẽ cắm link từ cổng link lên trên hai cổng này nữa là xong anh em nhé, rất đơn giản. Bây giờ sẽ cắm link luôn anh em nhé. Đấy, sẽ cắm link luôn. Đấy, ở bên dưới nó có cổng link đây này. Anh em thể thấy là bên dưới nó có cổng link anh em nhé. Đấy, gạt hết ste cho anh em cùng xem. Đấy, ok. Đấy, cổng link. Đấy, thì chúng ta sẽ cắm lên CD là xong. Đấy, đơn giản lắm. Quá đơn giản luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cắm 4 loa. Xem hết là ste chưa. Đấy, cắm hết 4 loa anh em nhé. Đấy, để hết ste anh em nhé. Con đẩy này nó nặng, nếu mà bỏ thùng ra nó nặng tầm khoảng độ 20 cân. 900W một kênh em nhé, mạch Class D. Con này giới thiệu khá nhiều rồi. Đó, thì đây đồng bộ của lợi ích cao tích luôn anh em nhé. Đó, đồng bộ của lợi ích. Đấy, cắm 4 loa vào anh em nhé. Nhạc qua cái con nâng tiếng này anh em nhé. Ở trên con này thì nó có hai phần delay. Đó, một là EQ, hai là thương hiệu. Đó, ba là gain. Nó đọc, anh em đọc là gain anh em nhé. Rồi, ok. Nguồn đầy đủ đây này, test nguồn này. Tắt đi này. Đấy, nó sẽ tắt từng tiết, từng cái một anh em nhé. Đấy, test. Tắt bật từng cái, đấy, tắt. Ok, bật này. Đó. Con này có lọc nguồn, có automat anh em nhé. Bảo vệ rất là tốt. Nói chung là chơi con này thì anh em khỏi phải nghĩ luôn anh em nhé. Đó, chơi khỏi phải nghĩ. Rồi, ok, xong chưa? Rất đơn giản anh em nhé. Đấy, bật nguồn, con đẩy. Đó, ok chưa? Đó. Và giờ test chất âm anh em nhé. Đấy, nào. Đó. Con này có một rất hay, nó sẽ tự động lên từ từ anh em nhé. Đấy, kênh 2 này. Đó, ok chưa? Kênh 3 này. Đó, kênh 4 này. 4 kênh riêng biệt anh em nhé. Nếu mà anh em cứ cắm như của em thì là 4 kênh riêng biệt. Đó. Đây anh em nhé. Đấy, cả 4 kênh. Đó. Đây là qua nâng tiếng, không qua này. Đó, nghe tối hẳn đúng không anh em? Đó, nghe tối hẳn, ấn vào dùng này. Nảy hơn đúng không ạ? À, con nâng tiếng này nó có một chức năng, đó là anh em có thể là đây, anh em con nâng tiếng này nó có chức năng là đầy đủ chức năng như là chỉnh bát, chỉnh tép này, cắt súp anh em này,
cắt súp này, chỉnh bát tính, chỉnh tép này, có các kết nối như Bluetooth USB này, AUX này, optical cổng quang này, đúng không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, và ga này, chỉnh ga này, từng cổng, từng kênh nhá. Nhiều nâng tiếng nó không có chỉnh ga từng kênh thì đây có chỉnh ga từng kênh. Đó, rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Mà hai màn hình display nữa, nó là thương hiệu và EQ. Đấy, đây, màn hình đây. Đấy. Ok, đấy. Khi sử dụng nâng tiếng thì anh em ấn in hoặc out anh em nhé. In pass đó. Ok chưa ạ? Thoải mái anh em nhé. Từng kênh này của đẩy này. Đó. Một kênh một này, kênh 2 này. Đó. Ok, kênh 3 này. Đó, kênh 4 này. Đó, cả 4 kênh này. Đó, ok, như này là cả 4 kênh luôn anh em nhé. Nhả ra này, không dùng này. Đó, nghe tối hẳn luôn. Đấy, ấn vào nhá. À, nghe lực hơn khá nhiều. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với con nâng tiếng này, giá thì 1.800.000 đồng anh em nhá. TD3000 giá 1.800.000, quản lý nguồn P9 giá 1.700.000 và cục đẩy LT3006 giá là 9.500.000 đồng và tất cả là em sẽ báo ship. À, thêm nữa nói về cái con cục đẩy LT3006 này thì nó sử dụng mạch công suất Class D, chiều sâu của nó đâu đó tầm khoảng độ 31-32cm thôi và 900W trên một kênh em nhé. Con này em đã cho anh em xem nội thất rất là nhiều rồi. 900W một kênh, mỗi kênh là 900W ở 8 ohm, 1300W ở chế độ 4 ohm anh em nhé. Và con này mỗi một kênh này có thể đánh được một quả súp 50 kia anh em nhé. Một quả súp 50. Và mỗi một kênh này có thể đánh được một cặp loa bát 30 anh em nhé. Một cặp loa bát 30. Nói chung là nó đánh rất là khỏe, rất là uy lực anh em nhé. Rất là khỏe, là uy lực. Đó, thì anh em có thể chơi. Nói chung là trên con LT3006 thì mỗi kênh anh em chơi cho em một cặp bát 30 thoải mái anh em nhé. Đấy, hoặc là 40 thì 40 con 100 cứ một kênh một quả. Nên nói chung là chơi con này thì anh em không phải nghĩ gì đâu. Đấy, chơi căng luôn anh em nhé. Ok, thì em xin test nhanh và gửi cho anh để anh em cùng tham khảo anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em. Hẹn anh em những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.